Con gì ạ? À, cái này nãy dính rồi hả? Nãy đó chuột bự nè. Đừng điện gọi trước hả điện. Mấy ốc nó mấy người nó khô. Chứ mấy con nhỏ là thì chạy dạng là mấy nhỏ thì trước. Giữa mình là mấy nhỏ ra trước. Này phải sáng mà nước đầy á. Chơi luôn. Có gì rồi vậy không? Làm gì? À, có cái ngoái không? Có rồi mới nói à. Nước đầy mới được ha. Ngộ vậy đó hả? Tại nước cạn nó vô qua bờ này á, bờ kia á. Là bờ này hay là bờ dừa của ông? Bờ dừa với nhà. Thì có bờ dừa đó mới có không? Cũng được, cắn mất cũng được mà, mấy tôi cũng có mấy lít. Bắn, ngói. Qua đây ạ. À? Thì muốn chơi thì chơi chứ gì đâu, nhưng mà phải rồi xong thả chuột về đồng, về đồng chứ không có gì gần đâu. Đây còn cái lồng nào nữa không ta? Cái nào? Còn cái nữa không? Ấm bả thủ. Ê, có bả đồ á, bả đồ nè. Bả đồ gáy. Bắt đầu đẩy nha, từ từ nha. Sáng ông Hai ông gặp món vốn mà ông đóng thứ mấy? Từ từ. Nó nhẹ. Nó băng mày nè chứ không nào hết đó cảnh. À, tối tao thấy mày nè. Chiều em đây chứ đâu. Chiều ổng đây nè. Trong để không mần ba. Ba cái đâu? Lùm lúa hả? Lùm lúa để vô á. Rồi lùm tiếp. Quá hay cảnh ơi. Chạy con nhỏ, thấy con nhỏ. U nào u nần giống như cảnh. Gì vậy? Có không?
Để đâu đó đi. Để đồ đó đi. Hả chưa? Còn sống hay cả? Chắc còn sống. Có thằng không? Mấy con này bự như mấy con vô lòng nó không chịu. Chết luôn. Chết luôn. Má chạy lên hả? Rồi mình hết lòng chưa? Hết lòng. Rồi dỡ lên cái. Về đây. Rồi giờ sáng mình mới thăm nữa ha. Rồi đây là kết quả của anh em mình thăm chuyến lòng nghe các bạn. Rồi anh em mình quyết định là chuyến này là một chuyến ha. Rồi sáng mình sẽ đi thăm lần nữa. Bây giờ anh em mình bắt đầu rút quân về ha. Về mặn được rồi. Đi nào, đi này ra rồi. Cảnh giác đi. Mày bắn nữa không? Đi. Mày bắn nữa đi này nữa. Đi ngược cái lại mấy cái lạc đó. Hồi mình quay trở ra mình bơi xuồng về ha. Không có gì bơi xuồng mình thôi đi nữa. Giờ mình rút về luôn. Ừ, vậy đi, vậy đi. Rồi. Có sẹt nghe đây là tay á, thử hả? Ừ, vô hang nữa chứ đập về thì hang lừ thử chứ mà thức cả quá. Này được, này dưa dưa tâm. Khi này nhiều khi nó thả nó ra nước lớn nó vô cũng được. Con gì vậy? Chuột hả? Chuột to hả? Từ từ. Ừ. Nó chọi hôm bữa tôi ông ấy hả? Ừ. À. Thầy đó. Ừ. Đó. Ồ nó nhanh. Mày xử xử đi chứ tao bên đây sao rồi bên kia. Ủa trời dính luôn hả? Con này hồi nãy cái đùng ngang đây nói con ếch hay gì nào phải không? Rồi có thành quả rồi. Quá bự luôn, trời ơi gì đâu. Rồi đừng quên nhiều quá, nó ấy nhiều quá. Rồi mình lụm nó nè. Rồi lụm đi, lụm. Cái đầu. Wow. Thấy nó trắng tươi đi khỏi nó không? Thì nó biết ông rồi biết tôi rồi đó. Còn. Nó khô ha. Ra ngoài nó đậu. Ấy dạ. Nó mổ hả? Nè đầu lãng nó động nó có không? Cốc
Có chứ, dễ gì. Em là một lố quần. Không phải đem hờ bạn cái lỡ ướt rồi biết thì sao đây. Tối ngủ mà. Ồ lạnh dữ lắm à. Thà là mình lạnh thì dễ chịu chứ em múc mà lạnh tội nó. Rồi. Không gạch rồi. Nó rớt à, nó dính đạn rồi. Chứ người rồi rớt rồi, nó lụm rồi đó. Mẹ nó vô tới nhà ta luôn rồi. Tới nhà gì? Nó bay vô tới nhà rồi. Ủa, chứ người mắm chết không rớt trời. Trúng cái giò nó hay gì rồi? Trúng rồi. Phải trúng cánh là nó sẽ vô. Trúng cái giò nó cánh nó không vỗ được. Tao bước cái dầm trúng nó, trúng nó ra. Chứ không phải ập nguyên chùa hả? Ồ, nó bự bắn thiên mịn nổ. À, ập nguyên cái chùa đau dữ lắm nha. Con đó tao chưa ăn thịt tao đó. Con nó bự cho bá luôn á. Trời ơi, con nó bay lắm hả? Chừng chạy chứ con gì? Xả. Thế xả hả? Đặc biệt á. Ủa, em thấy nó cũng như mé hả? Mé rồi nó bay vô tới nhà. Đó, nó lên đồi sậy rồi đó. Nó sạc quá thì sạc rồi đó. Tới đâu rồi? Nó lên đồi sậy rồi đó đâu. Nó sạc sạc rồi đó. Thì không có rồi đó, giờ nó nói cho nấm chạy đó. Nó đâu mất tiêu, nó nín đâu rồi. Ê, thấy con lép rồi à. Con lép ăn lép thì bắn lép luôn đi. Gớp. Một viên một. Đâu? Còn đó, còn sống cái gì mà mày. Gớp rồi. Có thấy đâu trời, không biết luôn á, không biết nằm đâu luôn á. Còn sống cái gì đó. Chết rồi, nó đưa đầu dưới nó cắm đầu địa rồi. Rồi sao mà quá, đâu, chưa thấy luôn á. Nằm mấy. Nằm trên đọt hả? Đưa cái chĩa cho nó lấy đi. Xích là đắng mới đưa được không ơi. Lết này nãy nó đóng lên con. Chết luôn hả? Chết rồi, nó hết chết rồi. Rồi. Tới đâu rồi? Tới đây nè. Tới đây thì nó chống lụm đi chứ ngoài này có lụm được đâu, ngoài này còn lúc ngoài này không à. Đó, nó chuột nó gọi nó chuột nó kêu. Ôi bước bước vô được không? Chứ đâm năm hồi đó. Ừ, không nhanh đó. Không còn tiếng tâm gì luôn hả Điền? Hả? Không còn tiếng tâm gì cho luôn hả? Không biết nhất gì luôn. Con này nãy nó bay nó mất tiêu rồi. Dơ quăng bên mới thấy dơ giữa đèn đâu thấy đó. Ừ. Xuống cái đám có rồi với này có không? Rồi. Thấy nó xuống chuồng đi. Em xuống cái đâu hay gì? Gì vậy? Em xuống chuồng luôn hay gì? Xuống đám có rồi nè. Mà em đi xuống cái đó hả? À? Ừ. Đi bộ á. Ừ có không? Không có nào. Đi. Có rồi nha. Đi xuống dòm dòm á. Rồi, hiện tại là mấy anh em mình đã về tới nhà nha các bạn. Bây giờ đây là chuột chết với chim chết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ mần sạch nó đi. Còn tí xíu nữa lên món gì mình chia sẻ sau ha. Bây giờ anh em mình sẽ làm sạch những cái con chuột, những con chim ở đây ha. Chết
chết nữa, bự luôn rồi. Nhỏ nó không chết. Tự biết. Nằm im chạy, nằm im rồi chết. Rồi căn lộ. Sau đó mà nó gớt lúc nào nó thấu nó rồi gì đó. Chi hàm. Mừng bỏ tủ đi. Bỏ tủ đi. Chứ ăn nữa với chừng nào tới 12 giờ đêm. Không. Dạ này cứ uống nước thì con nằm cho nó xuống thấp nước. Mặn mặn lọc sắm hay là mặn ấm nước? Sợ uống nước làm gì cô Nguyễn thì mặn lọc không tăng gì. Mặn lọc sắm thì nó mệt. Còn ăn uống to luôn. Bảo gì chết. Giờ rồi, hiện tại anh em mình đã làm sạch những con chim cò rồi mấy con chuột này luôn nha các bạn. Thì tính là lên món nhưng bây giờ khuya quá rồi, bây giờ anh em mình sẽ để tủ lạnh và anh em mình sẽ ngủ giấc, rồi sáng hôm sau anh em mình sẽ đi thăm. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái đoạn kế tiếp của anh em mình ha.